Bây giờ tôi có thể hướng dẫn cho các bạn một số những cái phương pháp rửa mũi mà đơn giản mà các bạn có thể tự làm cho mình ở nhà. Sử dụng dụng cụ gì, chất nước gì, đơn giản là chúng ta có thể sử dụng cái nước muối sinh lý 9 phần ngàn. Cái này chúng ta có thể mua ở hiệu thuốc Tây, chỗ nào cũng được, miễn là nước muối sinh lý 9 phần ngàn. Cái nước mà truyền vào tĩnh mạch thì càng tốt. Vì sao? Vì khi chúng ta rửa mũi nó không bị rát cái mũi của chúng ta. Ha, đơn giản nhất, đây là cái phương pháp mà giáo sư Võ Tấn đã hướng dẫn từ năm 1968 đến giờ, theo tôi vẫn còn có giá trị. Có treo một cái chai lên cao này, càng cao thì cái áp lực của nó sẽ càng mạnh. Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ lấy một dây dịch truyền, ha. Trên cái các bộ dây dịch truyền thường thường người ta sẽ có một cái điểm mà các bạn nhìn thấy nè, nó có máu vô hoặc là ở dọc hoặc là ở ngang để chúng ta dễ xé. Nghĩa là khi mà chúng ta xé cái này, ha, cái này bình thường là để truyền cho vô mạch máu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng cho rửa mũi. Cái đầu này chúng ta phải giữ sạch, ha. Chúng ta cắm cái này lên cái chai, các bạn ghim vô và các bạn xả nước ra. Thậm chí là nhờ một người khác nữa, người ta bóp mạnh cái chai để cho áp lực nó gia tăng lên để nó ra vọt, thì chúng ta nghiêng vô mũi ở đây, ha. Chúng ta có thể buông cái này ra để giống như là một cái van gì đó, buông mạnh thì nó xịt ra mạnh, rồi chúng ta đưa vào mũi, cúi nhẹ đầu ra phía trước chút, thì khi chúng ta xịt vào trong này, chúng ta hỉ nhẹ nhẹ ra thì tất cả những nước nó sẽ những cái chất dơ nó sẽ chảy ra. Đó là một cái phương pháp đơn giản. Nếu áp lực chúng ta không đủ, chúng ta phải đưa lên cao nữa, ha. Đó, ví dụ như vậy, chúng ta đưa vô đây, chúng ta nhả bóp nhả bóp nhả bóp tùy theo, ha, chúng ta cảm nhận như thế nào, ha, rồi chúng ta hỉ nhẹ nhẹ đó các bạn thấy không, đó, đó các bạn thấy không, đó. Chúng ta có những loại nước muối bán đi theo những loại chai như vậy, ha, có thể là dung tích 60 hoặc là 40 hoặc là 30 tùy các hãng sản xuất. Thì chúng ta có thể, cái này là phun mù cũng chứa nước muối sinh lý thôi. Đây nè các bạn xem nè, chúng ta đưa lên mũi chúng ta xịt đó để cho nước nó chảy ra. Đây, rất là đơn giản nha. Còn cái này là cái đầu mà do tôi sáng tạo ra, nó không có cái bình, bất kỳ cái bình nào chúng ta có thể gắn cái này vô để bóp là đều được cả. Ở đây nó có một cái cọng dây, tùy theo cái bình của chúng ta cao hay ngắn mà cái cọng dây này nó sẽ ngắn hay dài. Không, đây cái bình này, và rất là đơn giản. Nước chúng ta đây, nước muối sinh lý chúng ta chỉ đưa vô đây, cái này là chảy ra bên này, và ngược lại đưa bên này, chúng ta cúi nhẹ bóp thì nó chảy qua bên này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.